Bánh mì á hả? Đơn giản thôi, bình dân. Chị Tâm bán buổi chiều nữa hả? Không trả lời. Thu chứ không phải là Tâm. Chị Thu. Ủa? Sao là chị Thu? Chị Mai. Nói chung nhiều lúc chị em ẩn ẩn hiện hiện không biết như thế nào. Như em và bà chị gái ở quê ai có giống thì chị. À là cũng giống hả?
Đi có tiền không chị? Có 400. Một ký ba rồi. Con em bên này. Dạ, chờ xíu. Mì hả Lily?
trời nha cô chú. Thôi, cuộc sống Sài Gòn TV xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của cuộc sống Sài Gòn TV. Bye bye, nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp em nha. Bỏ 20 thịt bò. Bỏ 20 thịt bò.